âm thanh xung quanh trôi qua nhanh, cuộc sống cứ cuốn ta đi với bao bồn bề. Dừng lại dừng thôi, cần tìm một chút ước muốn như thời tinh khôi, tìm lại cảm giác khi xưa đã qua rồi. Cũng như là tất cả mọi người thì Jun có rất là nhiều sở thích, nhưng mà sở thích lớn nhất của Jun đó chính là nghiên cứu văn hóa Nhật Bản. Xin mời cả nhà ăn sushi. Jun cảm thấy mình rất là may mắn và tự hào khi được chọn là người đồng hành cùng với cuộc thi Miss Teen 2012. Rồi. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đón xem Miss Teen vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 11 trên HTV3, VTC3, phát lại trên missteen.go.vn và vivo.go.vn. Miss Teen 2012, tỏa sáng Việt Nam.